bán á, bà 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 bán á. Ủa tóc cái nào không biết nước mồi luôn ta? Nâu luôn rồi. Gần dưới đất cá cho nó. Mày mày. Được con đầu tiên. Ê, chào cả nhà nhé. Bữa nay anh em đi câu giăng mối cả nhà ơi. Còn lại con nữa kìa. Rồi, mừng sớm quá. Thì tốt chẳng rồi. Ê, đây vô tiếp lâu rồi, anh em. Chiếc hổ ây da, tiêu luôn rồi, tiêu hang luôn cái gì không quên. Tiêu rồi, tiêu đây không, đây đây chụp luôn, ừ chụp luôn. Chết rồi, nghe nào, đây cái đuôi, cái đuôi đuôi hang rồi lắm. Là đi câu giống mối này, chụp giống mối luôn. Này đem kiếm mối giống mối nha cả nhà. Học mấy cái xô hổ. Đấy, vô đây, đừng đi mà người ta. Thử coi, đi thử coi. Con này con đỏ hơn con này. Đây này. Chụp cái giờ đâu ta. Nhét dữ trời. Nhét lắm, cho nó ăn đó luôn đi. Cỏ nó không dính. Cái gì là em ơi? Nhét đâu rồi? À, mặc áo nổi quá ta. Cắn quá nó sợ hả? Trời ơi, táp miếng, dăng miếng, táp nó dăng miếng. Cùng ha. Đủ con trời con cây á. Cái da con này nó khôn chứ. Khôn ghê rồi. Con hút, con hút, nghe hút. Trẻ hút rồi. Hút, phải nghe nè. Khôn nó bưởi. Khôn là mình có cách chơi khôn nha cả nhà. Rồi cái trẻ nhìn thẳng nè. Nè, đủ cái da nè. Con nào bể là mình sử dụng cái khác. Có đó hụt. Có đó hụt. Nó hụt, nó hụt. Dính được không? Hụt nó vô rồi. Nghe bắt mà sao kỳ vậy không? Chú hay quá cả nhà ơi. Hay quá. Vô cả nhà ơi. Bốn con rồi cả nhà. Bốn con rồi cả nhà. Ui, coi đã. Cho vô thùng đi. Thấy mồi, thấy mồi anh em ơi. À, bữa nay mình câu bằng mồi dế nha cả nhà. Bữa nay không có cào cào. Dế nó cũng nhẹ. Bỏ vô túi đi. Một con. Con cả nhà. Hai con.
bữa nay chắc đầy cái túi đó. À con. Mấy con hồi 6 con chưa? 5 con rồi. Đi với mực. Chưa đầy khỏe hơn ha. Khỏi ruộng. Khỏi con ruộng không có mệt. Giữ sức để mà câu. Bự không có ổn. 1 tỷ đâu coi bò. Bị gì? 2 tháng rồi. Ra ngoài đường là như nó trống quá. Ừ bám cỏ hả bưởi để cho nó ngậm vô đi là nấy luôn à. Mê mồi là nó buông cay chứ gì. Táp xích miếng thịt, táp xích miếng thịt hả? Ừ, để nó táp táp vô hoài nấy luôn à. Thả nó ngậm vô luôn, nó bị ấy. Nó không xích không? Ừ, nó ngậm dính luôn, xích còn cái táp táp cái nó. Có nó gì không mày? Ở đây thấy chưa ngon non kìa. Ừ. Mười nhẹ nhẹ lắm, làm được không mười. Đúng quá. Con lên trên đi. Chưa. Thủ thì thủ thấy rồi, tôi dụ lên trên nha. Chút về tao nghe hết cái ngồi ra tao chơi với mày nữa. Đấu tiếp à. Hết ngồi ra đóng tiếp. Hết rồi lại không nét. Gì vậy? Câu khổ vậy em công thấy quá. Làm như cái bẹp cái kia hả? Cầm chẻ đứng cầm cái thùng. Chú mười, chú mười dở lên nó sức đó. À em biết mà tao lo ra tới đó thôi chứ. Sao bữa nay tiếu vậy trời. Hủ về làm thêm cái câu rồi cả nhà ơi. Lâu ra thôi ai làm gì làm hả? Nó ngồi trời. Tính cầm cái thùng mà không kịp. Đây đây có nè. Kìa 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 kìa. Ồ con này bự nè cả nhà. Ôi trời. Mừ làm mừ. Mừ. Dính rồi. Trời trời ông mừ hay trời. Không ai mừ. Chạy vô rồi. Trời ơi trời. Dính rồi mình rớt xuống. Trời ơi nó bự. Sưng cái thùng vô liền. Cầm đi. Hứng dở quá hả? Chưa. Chưa tới cái nó rớt à. Để lên cái mép thùng. Chịch mép. Mười làm cũng được quá nè. Thằng ơi trời nó bự không nổi. Không dám ăn đâu mọi người. Sợ mất tiêu rồi. Trời nãy đạp nó. Quán hồn quán dí á. Quán hồn quán dí con nào dám ăn. Hết hồn bự tròn. Cái nhà thấy không cái nhà. Đợi lại nó thấy gì đó. Đó là gì đó có kìa có kìa mười ơi mười ơi yeah 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 sát thủ gián mối quê chắc đổi ngày là chết quá. Trời em hỏi mấy trăm ngàn ký đó ít đâu mừ. 350 400 gì đó. Ngày hỏi chút trời. Ngày là 7 ký thôi. Chứ giống không mà thì xong. Không thấy khỏe đặc trớn rồi mừ. Ừ.
nhà có ủng hộ chú Mười tôi nghe nè. Hãy đi. Con nào con lấy cả nhà con nè, nó mập thù lù vậy đó. Con thấy không? Thấy chạy không? Không, mình nhắc thử coi có là nó ra cái gì. Nó ở trong bờ chuối. Đúng rồi, đây nào nó mày không có là quấy lắm nha. Có kìa, ha. Ôi dục. Con này không có là quấy lắm. Đó. Lôi ra ngoài luôn mày. Dụ nó. Cho chạy theo mọi, cho chạy theo mọi. Trời nó cặp ta nó sụp từ trời. Xong rồi. Có quỳ chạy giúp xong rồi. Xong, chạy giúp. Lại. Lại gần gần. Cho xong chạy giúp đi rồi mừng. Đó, lại gần rồi xong. Lại gần miếng nữa đi xong. Ngồi xuống. Lại gần miếng nữa đi xong, không có nhát. Kìa, cho dính nó luôn đi mừng. Kìa lại cho mừng xong. Dính không? Dính không? Dính rồi, nó chắc rồi đó. Ôi, dăng ngủ ơi. Có băng băng nó. Kìa. Ôi trời, bự trời. Bự. Vụ cái nó ra màu trắng lắm rồi. Lại gần sát bên không, xong nó không nhát đâu xong. Cũng ăn luôn đi mừng. Cho nó xây mồi mới được. Gì? Đúng không? Mình được đủ chiêu trò chứ không quay. Trời ơi trời, con nhắn mối cả nhà ơi, bự. Rồi đủ đi. Đổi ngày luôn. Có lý à ta. Ba con này chạy, ba con nhắn mối nè. Đúng rồi cả nhà ơi, con nào nói mập thù lù. Con nó nãy bển chạy qua cái gì ta? Ừ. Phải nó không? Đó nè. Đó nè. Lâm. Dàn hẻo mà. Lên kìa, lên kìa, lên kìa, lên kìa, lên kìa. Lên gì lắm bự nha. Ủa đuôi, dỡ lên chứ kìa. Trời ơi, ai cũng được, ai cũng được. Đúng đợi mối đi chứ. Kìa. Cái nhà cô nè. Chà bá gì đó. Bự, bự bằng giò cái lúa vậy á. Bự người ta cái lúa gì biết nhiều nói. Đúng đã thật chứ. Đổi ngày hết luôn hả mừng. Lên anh thích, lên anh thích, lên anh thích, bị lắm bự anh thích. Lôi vũ lên bờ đi. Đó, lên á. Vô xong. Vô xong. Chịu lắm bự nữa xong. Đó, thở im đó lên anh thích. Cái đó là không có vô được nữa, ra được nữa, nó nhát. Đó, đó xong. Đưa xác của dĩ vô xong. Đó. Đúng không? Đường nào thoát? Đúng rồi. Bự xong. Đúng con nữa kìa. Thôi thôi. Nó nhát. Lên hơn được. Nè nè, con này xong xong xong. Tiếp tiếp mà tiếp mọi anh cho thêm tiếp tiếp. Tiếp mọi kìa, tiếp mọi kìa. Kê một chỉ sát luôn xong. Nó xong lên, nó xong.
đó. Trời ơi, đang ngậm xong, quất xong. Cỏ quá lâu lên không được anh ơi. Nó còn nó đó mừng ơi. Đó, lên đó mừng. Nó đừng có cái gì bám ở dưới á. Đó, rồi đó. Đó. Có cái bào đó là chuối rồi nó bám không được. Còn nó lại đó. Táp. Trời ơi trời. Để chắc tình kia ăn chút cũng được không mà. Kia rắn thấy được. Chắc là nắng. Lại đó mày. Đó lại đó mày. Bắn đâu trong. Kì mà chỉ xét chứ còn trong. Ừ, bắn đâu trong. Cho nó ngầm luôn mày. Ngầm chưa? Ngầm rồi. Sao? Thôi vô lại chạy, chạy luôn rồi. Giữ ra ngoài luôn mà, để xích ngoài, ngoài luôn, dậy ra ngoài luôn. Vĩnh không? Vĩnh không? Vĩnh, giờ bị trẻ luôn chưa? Bự không luôn, bự không? Được. Thấy gì? Cuối tâm không có thấy nữa. Em. Hay quá luôn ơi. Đúng không? Quá hay. Đúng chứ. Trời ơi. Bự cả nhà ơi. Thế không? Nhìn không? Đến. Hay quá luôn ơi. Quá bự. Đây cái này khó vượt lắm cả nhà ơi. Còn nữa anh em ơi. Nhấp nhấp hết. Đi đi đi. Còn chút kia, chút kia. Bù đấy đó. Bù đấy á. Mua hết màu rồi. Lên không? Lên không lên đi. Cái này sai nè. Nhìn không, nhìn không. Bự không luôn. Bự không, bự không. Ôi, quá bự rồi. Hay quá luôn ơi. Có không, có không. Có không thế? Nó lại đó, lại đó. Lại đó, lại đó. Lúa bự lắm luôn rồi. Nó luôn. Con đang bị nồi đó luôn. Không thấy rồi.
kéo mọi đi, kéo mọi đi, rồi nó đi, đi đi, giật luôn, đi. Thôi, hay quá luôn. Đi đâu, đi đâu? Đủ trò hết. Trời ơi, bự. Con này con nấy cả nhà ơi. Mày quýu kìa kìa. Gì vậy? Đợi, lấy bọn đây nè, chút xíu nè anh. Vũ lên cái bẹ giữa, đâu dưới bẹ giữa. Kiếm chỗ nào đừng bám là nhỏ lên được anh quý anh thích. Đó. Quá chậm. Xong. Im. Ok, bắn đi xong. Móc lên. Ok. Vụ đi. Mười tiếp mười. Vụ lên bè trên luôn đi. Thủ đi xong. Trời ơi, cục một cũng bự, mười bự dữ hả? Con xong mẹ nó quất nó ra nữa. Chưa, đợi, anh thiết lại đi. Cái món bên này nó được ăn nhà hàng buffet. Trở lại mừ. Qua lỗ bên đây nè. Nó lên nó xong, im mừ. Ác ông cái cây trời. Cây. Kìa bắn đi xong. Lắm. Dính ra kìa, dụt. Hay quá xong ơi. Nó dễ dụt lắm đó. Lắm. Chạy đâu cho thoát. Ơi. Vô mò đi quá. Mò gì đâu mà còn chút xíu. Xong nó quất. Cảm trơn đã chạy ngoài luôn quất kêu. Ai cặp? Xong. Còn má còn đó, còn nãy mày bắn con đó. Còn ha. Ừ, ra nó quất cái gầm xong. Anh Quý qua rồi cả nhà. Ơi, xin chào anh Quý. Bữa nay trúng rồi. Im rồi. 4 con được rồi anh em ơi. Ơi đợi cái giọng này nó ra không? Không bò ra được nha mày. Bỏ vô mấy con kia vô đi mày ơi. Bỏ mấy con kia trong thùng vô đi. Trong thùng bao con gì á. Nè nhóc có trơn nè ông nội ơi. 4, 5, 6 con. Nè. Bỏ vô đi quý. Được rồi, bắt rồi. Dế cái bờ cá trơn. Kìa, còn dế kìa anh. Nè. Gì vậy? Ổn lắm. Còn nhiều lắm. Coi con nãy cái nữa hả? Chút đi mẹ. Nhé. Con nào nấy bành không nha cả nhà. Trong lấy 2, 3, 4, 5, 5 bành không à? 6. Ôi, ký vậy? Ký à. Xong rồi kìa. Lộ lên nó chờ đi anh. Con này con cái.
Có. Đó, xong. Đem lên, đem lên. Đó. Cho lỗ khác à? Lỗ đó không chịu hả chồng? Chuyển lỗ khác liền. Thằng ơi, hồi thai đi chút xíu về quay lại bước đó. Gì vậy? Chuột tay. Trời ơi. Chặn đầu xong, chặn đầu cái tuần xong. Ăn không? Ăn chịu ăn mồi đó xong. Vô luôn xong. Thúc xong kìa. Chuyện dúng cái cột mà xong. Dỡ mạnh lên. Xong. Rồi, xong. Giữ đi, nó chạy thẳng rồi đó. Nhấp. Chiếc. Nó tới đó. Dính lên nó vào bộ đó. Quỷ. Ê. Nãy cả bữa kia được. Ê, ê, cái trái này, thần kỳ phải không? Thần kỳ. Rồi ha không? Không cái mối đâu bị thương đâu, kẹp vô cái mũi gì luôn nè. Lột lột. Uống đi. Còn cái gì? Ui. Ăn hồi mất gì giác á. Ăn hồi đi ăn cái gì ngọt chứ. Ừ. Uống rượu cũng ngọt đó. Ăn nó ăn chanh cũng ngọt. Trái này là trái thần kỳ cả nhà, ăn cái gì nó ngọt chứ. Mà nghe nói ăn cái này nhậu nó không xỉn nè, uống 5 cái thùng. Không. Không. Tao hôm Tết là tao ăn cái này ăn nè. Nó tiếp khách hả? Ừ. Ăn nhậu vô rồi nó không có ngán, không có dội. Nó nằm xuống rồi là đi không nổi đó. Không, không có gì chứ. Uống vô nó không có dội thôi chứ không gì. Hết bội, mẹ hả? Nó cũng có gì mà uống vô nó ngọt ngọt ngọt, nó không có dội. Cô không còn miếng mồi nào đâu, không có dội vậy. Ngon, hai trái mít. Thôi lên bây giờ nè, lên đó. Vũ lên cho luôn mọi người. Vì bắn xong. Quốc xong. Anh xưa mày vũ, anh xưa mày vũ, quốc đi, quốc anh xưa mày vũ. Hay tốc độ. Ừ. Anh cho đích nó. Chứ không? Không. Dính xong. Đâu vậy? Dính này, dính này, dính này, dính này. Dính này. Thì qua xong rồi. Kịch không lên thế này. Không có cái đồ. Lụm cả nhà ơi. Ôi ôi ôi, ôi con rắn môi. Cả nhà ơi con nè. Hết hồn rồi. Hiền muội. Vô. Không nè. Dạ, ai dạ. Anh nhử tôi ăn hay vậy? Vô. Tiếp cái đồ. Nó có đồ bám cái nó đâu có lên. Đi đi làm đồng. Da này ngồi ra ngoài này xong. Nè, nè, nè. 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 Nè, rõ vàng không không? Không giật. Đâu rồi? Xíu rồi, xíu rồi.
Rớt rớt. Rồi rồi, rồi qua thuốc đây luôn đó ơi. Qua đây nè, qua đây nè. Cái 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 nhấp đi, nhấp đi. Nghe chằng cái bào á, nghe chằng cái bào á. Nó không phải ăn nữa chặn. Ăn nó đó luôn. Nãy thấy hai con luôn mà, coi còn không đó. Khá rồi. Đây này. Im, im, im xong. Im xong. Nó chạy, con chạy với thằng đó, đói lắm bây giờ. Cái cây anh quý gì kìa. Rồi, ừ. Ngồi rồi. Kìa, kìa. Xong. Chết, mới sao. Thôi. Im, 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 im. Còn, còn tỉnh, còn tỉnh. Để đi cái đó đi, cái đó đi xong. Có ra ngang rồi. Đâu nghỉ mệt đi. Cái của mồi nè. Mệt nữa đấy, ăn nó nghỉ mệt nữa, nó nhậm kìa. Lấy dễ xong, lấy dễ tấn xong. Không được, kiếm chóng rồi, giật dạ, kia. Dạ, quyết, quyết được rồi, quyết. Nó đang ăn, nó không ăn mồi đâu. Cái gì dính cái dễ chỗ đó hả? Giật là giật cái nó chạy luôn. Dịp vô đi. Nó đang ăn. Nó chưa ăn rồi xong đi. Nhẹ cái đi xong. Có ra nhận con mồi nó không ăn ở đâu anh thấy quý ơi. Còn không? Còn. Đây, đây con nè. Đây con nè, đây con nè, đây con nè. Hay quá luôn ơi. Con ở đâu rồi? Nó còn nhập mồi nữa kìa. Nó hết hồn mới chưa ăn chưa kịp cái gì á. Lúc phía dưới bố ơi. Thấy rồi, nó lên cạnh rồi, hồi dụng lắm. Lên rồi đấy. Lên rồi. Lúc dưới đấy, dưới đấy. Nó còn ăn ở dưới kìa. Dính không xong? Dính không? Hay quá. Bự không, bự không? Bự luôn. Rồi, đó, nè. Rồi. Bự. Con này dính không? Không. Dính không? Dính không? Dính. Bự không đó? Bự, kìa đi. Kìa đi xong. Kìa đi. Sức của kìa. Chết chết. Dậu, đi kia mua kia đi. Ừ. Cái gì vậy? Nó vượt mà cứ gịch. Ủa sao kỳ hả? Lắm. Chính như cái gì kỳ hả? Cái cây. Cái tay kìa. Sức của trẻ luôn cả nhà ơi. Bấm quá vậy. Giỡn nhẹ tôi con này không bộ. Vô cả nhà ơi. Cũng dữ lắm chứ bộ à. Nhiều dữ lên đây nè. Tên mới nè cả nhà. Ừ. Đây. Cháu con. Bây giờ hai cá không giống cá phải rồi. Cá lụm nữa. Cá lụm nữa. Vô. Con nào cũng lấy bự nè cả nhà. Nói bự kìa. Nè. Đúng rồi, nó nói là bự thật chứ. Hết sức bự. Bành chứ. Nó ngon cả nhà ơi. Cả nhà có nhu cầu á, anh em sẽ làm sẵn luôn nha cả nhà. Làm sẵn ship cho cả nhà luôn. Rồi mấy chú cháu mấy anh em ở đây bỏ ngày luôn. Dễ kiếm ăn hơn cái kia thôi. Đi cầu nó nói luôn. Sài Gòn thấy Bình Dương xa quá không tới được. Đây cả nhà bữa nay cũng được ký mấy á cả nhà ơi. Đó, bằng ra cũng được ký thịt á. À, ai alo trước cái lúa thì lúa sẽ ship trước nha. Bây giờ thì anh em lúa về đây cả nhà, làm đó. Để chiều sình lâu quá sình ạ. Rồi, bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip sau. Bye bye mọi người. Bye bye cả nhà nha. Bye.